Thọ 120 tuổi. Ông là thần chết. Thần chết. Ông đến đây làm gì? Ta đến để chuẩn bị đón những linh hồn sắp lìa khỏi nhân gian. Vậy là vùng này có người sắp chết ư? Đúng, 2 ngày nữa ta sẽ đưa đi 10 linh hồn, tức là vùng này sẽ có 10 người chết. Mười người chết, mình bệnh nặng thế này thì khó thoát rồi. Thần chết, ông ta đi rồi. 2 ngày nữa ông ta sẽ trở lại. Lúc đó làng này sẽ có 10 người chết. 10 người ấy là những ai? Chắc là có mình rồi. Có khi cả cụ Cử nữa, cụ ấy cũng đau yếu lâu nay. Trời ơi, thật là kinh khủng. Mình phải đi thông báo tin này cho mọi người trong làng mới được. Chú lại đấy à, có chuyện gì mà chú hớt hải vậy? Cụ ơi, tôi chả may vừa gặp thần chết đi ngang qua. Ông ấy báo trước trong 2 ngày tới, làng này sẽ có 10 người phải chết đấy cụ ạ. Trời ơi, thật vậy ư? Điềm xấu lắm rồi. Tôi già cả thế này, chắc không trụ được nữa rồi. Đúng là thần chết đến thật rồi. Khắp làng đâu đâu cũng nghe tiếng khóc thương người chết đến lượt mình mất rồi. Mau đi theo ta, ngoài kia còn hơn 20 linh hồn đang đợi đấy. Sao lại 20 người? Ông nói rằng chỉ bắt đi có 10 người thôi mà. Đúng, ta chỉ lấy đi 10 sinh mạng. Nhưng nỗi sợ hãi mà ông gieo rắc đã làm 10 người hoảng loạn mà chết theo. Ông nói gì cơ? Nó là do nỗi sợ hãi mà ông gieo rắc làm những người khác hoảng loạn mà chết theo. Không! Trời ơi, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng nỗi sợ hãi mà ông gieo rắc đã làm 10 người hoảng loạn mà chết theo. Đúng vậy, cuộc đời này có bao nhiêu người chết chỉ vì nỗi sợ hãi. Mà mình cứ lo lắng thế này, cũng hoảng loạn mà chết mất thôi. Chích chòe trả ơn. Ngày xưa, có một cậu học trò rất chăm chỉ đèn sách, nhưng thi mãi vẫn chưa đậu. Năm nay, cậu lại khăn gói về kinh thành dự thi. Mình lên chùa cầu nguyện một lúc, mong năm nay mình sẽ thi đậu. Không đành lòng bỏ đi, cậu quét dọn sạch sẽ ngôi chùa và lau bụi bám trên chiếc chuông lớn. Sau khi cầu nguyện, cậu học trò tiếp tục lên đường. May quá, mình đã kịp cứu tổ chích chòe. Mày yên tâm rồi nha. Thế là sau khi bắn chết con chằn tinh, cứu sống nhà chích chòe, cậu học trò lại lên đường đi tiếp. Khi màn đêm tối tăm buông xuống, cậu học trò bị lạc đường và lang thang hồi lâu trong rừng sâu. Chết thật, mình không thể tìm được đường ra, mà xung quanh đây cũng không một bóng người nữa. Hình như có nhà ai đằng kia. Có ai ở nhà không? Chào cậu.
Chào cô, tôi bị lạc trong rừng sâu, có thể tá túc một đêm được không ạ? Tất nhiên là được, đằng nào xung quanh đây cũng không còn nhà nào cho anh trú nữa đâu. Khi bước vào, cậu học trò thấy không khí trong nhà có gì đó rất lạ. Nhưng khi thấy mâm đồ ăn ngon lành đã dọn sẵn, cậu không còn nghi ngại gì nữa. Đây chỉ là một ngôi nhà bình thường thôi mà. Chắc từ chiều cậu chưa có gì trong bụng, nếu không ngại mời cậu ăn cùng. Cậu học trò nhận lời và ăn uống rất ngon miệng. Vì đi bộ cả ngày dài quá ư là mệt mỏi nên ăn xong cậu ngủ say quên trời quên đất. Khi cố mở mắt ra, cậu thấy cô gái chủ nhà đang nhìn mình trừng trừng đầy căm giận. Cô không phải là một cô gái bình thường phải không? Con chằn tinh mà người đã bắn chết sáng nay chính là chồng ta. Ta chỉ là vì cứu tổ chích chòe mà ra tay thôi. Ta không cần biết lý do của ngươi là gì. Ta chỉ biết có oán báo oán. Ngươi đã giết chồng ta, ta chờ ngươi ở đây để trả mối thù đó. Ta bắn cùng chỉ để cứu những con chích chòe tội nghiệp mà thôi. Vậy nên làm ơn xin hãy tha cho ta được sống. Tốt thôi, ta cũng chưa vội. Giờ thế này, có một ngôi chùa bỏ hoang ở gần đây. Trước khi trời sáng, nếu chuông ở ngôi chùa đó vang lên 3 hồi thì ta sẽ tha cho ngươi. Nhưng đó là một ngôi chùa bỏ hoang, không có ai ở đó để mà rung chuông cả. Thế nên chỉ có trời mới cứu được ngươi. Ta sẽ để cho ngươi chờ đến sáng, một cái chết từ từ. Trời sắp sáng rồi, liệu có tiếng chuông nào được rung lên không? Ta chết chắc thật rồi. Đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi. Không có tiếng chuông nào vang lên cả, ta sẽ ăn thịt nhà ngươi. Thật là tức chết đi mà. Là ý trời sao? Trời đã cứu ngươi thật sao? Không còn cách nào khác là phải tha mạng cho ngươi. Vô cùng kinh ngạc, cậu học trò vội chạy tới ngôi chùa bỏ hoang. Cậu thấy trên chiếc chuông có 3 vết máu đỏ. Dưới nền gạch, chích chòe mẹ đã chết. Thì ra đây là việc ngươi đã trả ơn vì được ta cứu sống ư? Cậu học trò chôn cất chích chòe ở nơi có nhiều ánh sáng nhất trong khu rừng. Rồi cậu lên đường về kinh thành dự thi. Lần này cậu đã ôn luyện rất kỹ từ trước nên đã đỗ rất cao và ra làm quan. Tuy nhiên, cậu không bao giờ quên chích chòe đã xả thân cứu mạng của mình. Sau này, cậu vẫn thường đến mộ chích chòe cầu cho linh hồn nó được yên nghỉ nơi chính suối. Con rắn trắng. Ngày xưa, có một vị vua nổi tiếng thông minh, học rộng biết nhiều, được thần dân vô cùng yêu mến. Nhà vua có một thói quen rất kỳ lạ, đó là cứ vào mỗi bữa ăn tối, một người hầu cận sẽ bưng vào cho vua một món ăn duy nhất. Món ăn mà thậm chí người hầu này cũng không biết là món gì, cho đến một ngày. Không biết trong cái khay thức ăn này có gì đây nhỉ? Chắc hẳn là sơn hào hải vị có 1 không 2 trên đời rồi. Mình chỉ nhìn một lát cho thỏa tính tò mò thôi. Nghĩ vậy, người hầu đã cắt thử một miếng thịt rắn, bỏ lên miệng nếm thử xem sao. Nhưng thật kỳ lạ, khi anh vừa cho thức ăn vào miệng, thì tai anh nghe thấy tiếng chim hót líu lo, rõ ràng hơn bao giờ hết. Này anh bạn, anh có biết gì không? Hả? Thật là kỳ lạ, mình lại còn được nghe cả tiếng chim thế này. Này, cái nhẫn quý của hoàng hậu bị mất, có mà tìm loạn lên cũng chả thể thấy đâu nhỉ? Tại con vịt xám trong lúc đói đã nuốt nhầm cả chiếc nhẫn vào bụng nó rồi chứ sao? Hóa ra chỉ ăn một miếng thịt con rắn trắng mà có thể giúp mình hiểu được tiếng nói loài vật ư? Vậy là anh lính ngay lập tức ra ngoài hồ bắt con vịt xám và lấy được chiếc nhẫn quý. Anh đem nó trả lại cho hoàng hậu. Tốt lắm, nhà ngươi muốn ta ban thưởng cho nhà ngươi cái gì? Tiền bạc hay chức tước?
gì ta cũng có thể cho nhà ngươi được. Dạ thưa nhà vua, thần chỉ xin nhà vua ban cho thần một con ngựa để đi du du đó đây, trải nghiệm cuộc sống và ngắm cảnh non nước diễm lệ thôi ạ. Thôi được, ta sẽ chiều theo mong muốn của nhà ngươi. Vậy là một mình anh một ngựa, anh dong duỗi đi qua nhiều nơi. Đến đâu anh cũng dừng lại ngắm nhìn phong cảnh và ghi chép những điều anh thấy vào một cuốn sổ nhỏ xíu anh để trong túi. Lần ấy anh đi qua một cái hồ nhỏ. Trời ơi, thế là đợi chúng ta đi xong rồi. Tại sao lại vô tình để mắc vào chiếc lưới này cơ chứ? Tội nghiệp, ta sẽ giải thoát cho chúng mày nha. Hãy trở về với bể rộng sông dài của chúng mày. Cảm ơn ân nhân, nhất định sẽ có ngày chúng tôi báo đáp ơn này. Người lính lại tiếp tục cuộc ngao du của mình. Anh xuống ngựa khi nghe thấy tiếng khóc não nề. Lát nữa khi chiếc xe ngựa đi qua thì làm sao mà đại gia đình chúng ta chạy kịp cơ chứ? Kiểu gì chẳng có anh em ta phải bỏ mạng nơi đây. Xin đa tạ công ơn cứu mạng của ân nhân, nhất định chúng tôi sẽ có ngày báo đáp. Chà, hôm nay ta cũng đã đi được một đoạn đường dài rồi. Giờ hẳn ngồi xuống nghỉ ngơi chút đã. Cô ơi, đừng sợ, đã có tôi. Một thời gian sau, anh lính đã đi đến một kinh thành diễm lệ, có trăm hoa đua nở. Kinh thành nằm ngay sát một bờ biển nước xanh ngắt, có bờ cát vàng óng ả. Kinh thành này đang diễn ra một sự kiện rất hệ trọng. Nhà vua muốn kén rể cho công chúa. Bất cứ ai muốn trở thành con rể của nhà vua thì phải trải qua một nhiệm vụ khó khăn, mà nếu người đó không thực hiện được thì sẽ phải bỏ mạng. Chàng lính đi đến vườn Thượng Uyển. Trước mắt chàng là nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy công chúa, chàng đã ngay lập tức phải lòng nàng. Thưa đức vua, tôi sẵn sàng trải qua mọi thử thách để có thể cưới được công chúa ạ. Được, nhưng ta nhắc lại, nếu không vượt qua được thử thách thì chẳng những nhà ngươi không cưới được công chúa, mà đến mạng của mình nhà ngươi cũng không giữ được đâu. Dạ vâng, thưa đức vua. Được, vậy người đâu, mau đưa chàng trai này lên thuyền rồi dẫn ra khơi cho ta. Đức vua hạ lệnh cho anh phải lấy được chiếc nhẫn quý người mới bị làm rơi khi đi chu du qua biển này. Nếu trong ngày hôm nay anh không tìm thấy thì lập tức anh bị ném xuống. Hả? Nước biển mênh mông thế này thì làm sao mà ta có thể tìm thấy được chiếc nhẫn đây? Có lẽ nào ta lại phải bỏ mạng nơi này chứ? Ân nhân, xin đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp. Là chiếc nhẫn quý của nhà vua đây sao? Cảm ơn cá nha. Khá lắm chàng trai, nhưng chớ vội mừng. Ngươi hãy ra phía sau vườn đi, có một thử thách khác đang đợi nhà ngươi. Trong đêm nay, trước khi mặt trời ló rạng, nhà ngươi phải nhặt xong tất cả những hạt kê trong khu vườn này, rồi để gọn thành những đống bằng nhau. Nếu ngươi để sót lại một hạt nào thì cũng sẽ bị chém đầu ngay. Trời ơi, hạt kê vừa nhiều vừa nhỏ thế này thì ta nhặt bao giờ mới hết đây? Quá mệt mỏi sau một ngày nhiều biến cố, chàng lính dần dần chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Và khi giật mình, chàng tỉnh dậy. Hả? Là các bạn kiến đã tới đây giúp đỡ ta ư? Cảm ơn các bạn nha. Rất tốt, chàng trai gan dạ và tài ba. Nhưng ta còn có một yêu cầu nữa. Đó là ngươi hãy mang về cho công chúa quả táo vàng từ cây sự sống. Công chúa từ nhỏ đã lãnh cảm, ít nói ít cười. Ta nghe nói nếu như ai được ăn quả táo vàng ấy thì trái tim của họ sẽ tràn ngập tình yêu. Ta đã đi biết bao nhiêu nơi, hỏi biết bao nhiêu người rồi, nhưng không một ai biết về cây sự sống hết.
tôi là ba chú chim con mà ân nhân đã cứu đó. Chúng tôi nay đã lớn, thấy ân nhân đi tìm quả táo vàng, nên ngày đêm không nghỉ bay đến tận cùng thế giới là nơi có cây sự sống để hái quả táo này. Hả? Cảm ơn chim, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Chàng lính đã mang được quả táo vàng từ cây sự sống về cho công chúa. Công chúa sau khi ăn trái táo thần kỳ, trái tim nàng ngập tràn tình yêu đối với người lính trẻ. Họ cưới nhau ngay sau đó và sống hạnh phúc cho đến mãi những năm tháng về sau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!